Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này mình dành các bạn tham gia chương trình này góp nhé. Từ sáng Zo Chan Bot chúng ta sẽ nhận tập càng Zo 1000 tập càng với khoảng 10 đô các bạn để tham gia nhé. Các bạn đi phần điện mô tả mình mở cái Telegram các bạn bấm start để chat cho bot nè. Rồi đầu tiên các bạn lướt cấp trang các bạn 55 bằng 133 chính xác không ta 100 158 chứ. Rồi sai bét rồi 392 bằng 122. Rồi xe bét luôn các bạn ơi. 50 61. Cái này chắc cú 100% các bạn ơi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho trên group kênh seller các bạn. Con chạy danh tán TC20 Gucci cho liên các bạn. Rồi các bạn cho vào nè. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn cho trên kênh seller của nó. Rồi các bạn join hết những kênh seller đi rồi join tiếp 3 kênh nữa. Rồi server thì các bạn không có server nữa. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa lớp như các bạn mình cũng yếu mình rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn cũng like cho tôi quýt nữa cái đi các bạn. Rồi máy mình hết pin luôn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu mình sạc pin cho mình làm tiếp cái video nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng follow tiếp theo kênh server thứ hai của nó các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Đây mình các bạn cũng follow đi tiếp như rồi các bạn cũng like và tweet bài đầu tiên nha các bạn. Là mày hay hết luôn và các bạn test lại nha các bạn. Để tới tết là tóc càng dài đảm bảo cho bạn đầy tết. Rồi các bạn bấm vào sắc ơi nó kêu mày hỏi mày thì join chưa này mình join gọi hết đi các bạn kiểm tra đây các bạn. Rồi bạn join hết rồi các bạn bấm vô Bronet. Rồi các bạn điền là username server của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở cái sender của bạn ra các bạn ghi vào Ngọc Anh MMO của anh đây nha các bạn. Rồi nó hỏi có join không các bạn kiểm tra đây nha các bạn. Rồi các bạn join rồi thì các bạn cũng bấm vào tiếp tục nha các bạn. Username theo word. Rồi cũng cầu mẹ memo của anh nữa các bạn. Các bạn chạy xíu các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ TC10 với John Linh của tất cả các bạn nha các bạn. Thường thì như em chạy xin chứ TC 10 sẽ rớt sẽ lý sàn chơi quát thôi các bạn. Các bạn cứ tích lũy những cái tòa cần nào dự án đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy nè. Sau này tôi cảm thấy các bạn quán ra chứ bán sao cho tất cả các bạn. Mình cũng không tin mình lấy nhiều nguồn ngay gấp khác nhau. Là mình không tin không nguồn ngay gấp nào vậy. Cái đó mình không tin thấy các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 1000 tôi cần xô các bạn. Một đôi ghép sẽ nhận được 100 tôi cần. Rồi các bạn bấm vào balance nè. Ở cái này nó chưa cập nhật nha các bạn. Ghép link. Rồi rồi Wishcow Wishcow 1000 go 1000 tốc cần xô. Các bạn có thể tiên ghép 10 ghép các bạn thấy gấp luôn các bạn. Còn không ấy thì các bạn chờ chương trình này gấp nữa mà. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.